Ngày xưa có một cô gái nhỏ. Cô luôn choàng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Con gái ơi! Vâng thưa mẹ. Con biết là bà ngoại đang bị ốm. Con mang cho bà mấy chiếc bánh mẹ nướng và mấy loại thảo dược tươi mà mẹ đã hái trong rừng nhé. Dạ được, con sẽ đi thưa mẹ. Cô gái nhỏ với chiếc khăn choàng màu đỏ như mọi khi bắt đầu hành trình đi đến nhà bà ngoại. Đừng có rời khỏi con đường trong rừng thỏ nhé con yêu, mẹ dặn dò cô bé trước khi đi. Cô bé quàng khăn đỏ bắt đầu bước đi trong rừng, vừa đi vừa vui vẻ ca hát. Sao người ta lại gọi là rừng thỏ nhỉ? Mình có thấy con thỏ nào trên đường đâu. Cô gái quàng khăn đỏ đến một con đường toàn là hoa, có đủ loại hoa nhiều sắc màu. Mình hái cho bà một ít hoa, bà sẽ rất vui đấy. Khi cô bé quàng khăn đỏ hái hoa, cô không nhận ra là cô đang bị lạc hướng. Lúc đó, cô nghe một tiếng động từ trong bụi rậm. Đột nhiên, một con chó sói to thật to nhảy vọt ra trước mặt cô. Cô bé quàng khăn đỏ đã rất sợ hãi khi cô thấy chó sói ngay trước mắt. Cô đánh rơi chiếc giỏ đang mang. Chó sói tiến đến gần cô và nhặt những chiếc bánh cô đánh rơi từ giỏ và đưa lại cho cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ đã rất ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của chó sói. Cảm ơn nhé. Cô bé đang đi về đâu vậy? Đến nhà bà ngoại, căn nhà màu vàng ở cuối khu rừng này. Bà không được khỏe nên tôi mang bánh và thảo dược cho bà. Thật vậy à? À, bạn có thể gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ như mọi người vẫn gọi nhé. Tôi sẽ đi trước và báo cho bà ngoại biết là bạn đang trên đường đến nha. Như vậy bạn có thể tiếp tục hái những đóa hoa xinh đẹp này. Ngay lúc đó, chó sói nghe tiếng súng trường của một thợ săn đang đến, nên nó chạy nhanh hết sức. Cô bé quàng khăn đỏ nhìn quanh một lúc và bắt đầu khóc khi biết rằng mình đã bị lạc. Nghe tiếng khóc, người thợ săn tới và đến bên cạnh của cô. Sao lại có một mình ở đây vậy cháu? Xung quanh đây nguy hiểm lắm. Ta đang tìm một con chó sói rất nguy hiểm. Con chó sói đó ta đã săn từ rất lâu rồi. Cô bé quàng khăn đỏ rất xấu hổ vì không nghe lời mẹ dặn, đã rời khỏi đường trong rừng thỏ, nên cô không nói với người thợ săn là cô đã gặp chó sói. Ờ, dạ. Cháu mang bánh cho bà cháu bị bệnh đang sống ở cuối khu rừng và cháu bị lạc ạ. Vậy để ta dẫn cháu đến nhà bà cháu nha. Họ bắt đầu cùng đi. Và ngay sau đó, chó sói đã đi đường tắt và nhanh chân đến nhà bà ngoại. Chó sói gõ cửa. Bà ngoại la lên từ trong nhà. Ai đó? Chó sói đổi giọng. Là con đây bà ngoại ơi, cô bé quàng khăn đỏ. Con mang bánh quy và thảo mộc tươi hái ở trong rừng mang đến cho bà đây. Cửa đang mở đó cháu yêu à, cháu vào đi. Chó sói mỉm cười tự mãn và xông vào nhà khi cửa đang mở. Một lúc sau đó, cô bé quàng khăn đỏ và người thợ săn đến nhà bà ngoại. Vào đi cô bé, để bên cạnh bà ngoại sớm nha. Người thợ săn quay lại hành trình của mình. Cô bé quàng khăn đỏ gõ cửa. Bà ngoại cô la lên từ trong nhà. Ai đó? Là cháu đây bà ngoại ơi, cô bé quàng khăn đỏ. Cửa đang mở đó cháu yêu à, cháu vào đi. Cô bé quàng khăn đỏ ngần ngại một chút vì giọng cô mới nghe hơi khác so với giọng của bà ngoại. Sau đó mới nhớ ra là bà ngoại đang bị ốm. Giọng bà ngoại hơi khác, chắc là do bà bị ốm.
Cô bé quàng khăn đỏ mở cửa và bước vào. Chó sói mặc đồ của bà ngoại với chiếc mũ len và đeo kính đang nằm trên giường. Nó cũng kéo màn trong nhà cho tối đi, để cô bé quàng khăn đỏ không nhận ra nó. Cảm ơn cháu yêu đã vượt qua chặng đường dài để mang thức ăn đến cho bà. Đến cạnh đây để bà ôm cháu nào. Đến đây cháu yêu, đến gần đây. Cô bé quàng khăn đỏ để chiếc giỏ trên sàn nhà, nhưng cô bé không tới gần chiếc giường vì bà ngoại trông có vẻ hơi khác. Bà ơi, sao tay của bà dài thế? Là để bà ôm cháu dễ hơn. Vậy sao tay bà lớn quá vậy? Là để bà nghe tiếng cháu cho rõ hơn. Nhưng tại sao mắt của bà to vậy? Là để bà nhìn cháu cho rõ hơn đó. Vậy tại sao răng của bà trông sắc thế nhỉ? Là để ăn thịt cháu dễ hơn. Chó sói nhảy ra và tấn công cô bé quàng khăn đỏ. À, cứu với! Lúc đó cô bé mới nhận ra không phải là bà ngoại đang nằm trên giường, nhưng thay vào đó là con chó sói mà cô đã đi theo trên đường. Cứu! Cứu tôi với! Người thợ săn nghe tiếng cầu cứu của cô bé quàng khăn đỏ. Cứu! Cứu tôi với! Và chạy thẳng đến căn nhà, xông vào cánh cửa đang mở và bắt chó sói ngay lập tức. Cuối cùng tao cũng bắt được mày, con chó sói nguy hiểm. Giờ mày ở trong tay tao rồi. Người thợ săn rạch bụng chó sói và giải cứu bà ngoại. Cảm ơn vì đã cứu chúng cháu, ông thợ săn. Không có gì, nhưng hứa với ta cô bé, con không được bao giờ quên những gì mẹ con đã dặn nha. Bà ngoại ăn những chiếc bánh mà cô bé quàng khăn đỏ mang đến một cách rất ngon miệng, nấu thảo dược thành một tách trà và nhanh chóng khỏi bệnh. Cô bé quàng khăn đỏ hứa với bà ngoại rằng cô sẽ không bao giờ nghe lời chó sói xấu xa lần nữa. Cô bé quàng khăn đỏ đi dạo quanh khu rừng, lại vui vẻ ca hát. Khi cô đi ngang chỗ chó sói lần nữa, con sói bị người thợ săn phạt dọn dẹp cả khu rừng và rất xấu hổ với những gì nó đã làm khi nó gặp lại cô bé quàng khăn đỏ. Khu rừng thỏ trở nên vui vẻ, đầy thỏ và hoa như nó đã từng có trước đây. Ba chú heo con. Ngày xưa ngày xưa, có ba chú heo con sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Đến lúc chúng phải rời xa gia đình và tự chăm sóc bản thân, mẹ chúng gọi ba chú heo con lại bên cạnh bà. Các con của ta, đã tới lúc các con phải ra ngoài khám phá thế giới bên ngoài. Các con hãy đi bắt đầu cuộc sống mới nhé. Nhưng đừng quên rằng, khi các con làm bất cứ thứ gì thì các con phải làm cho hết mình. Đó là cách duy nhất và tốt nhất để tồn tại. Thoáng buồn xen lẫn với háo hức, ba chú heo con tạm biệt mẹ và bắt đầu lên đường. Sau một lúc, chúng tìm được mấy miếng đất để có thể cất nhà cho riêng mình. Chú heo Út quyết định xây ngôi nhà của mình bằng rơm. Cậu nghĩ rằng đó là cách dễ dàng và mau lẹ nhất để xây nhà. Bằng cách này, cậu sẽ còn nhiều thời gian để chơi. Chú heo Út hoàn tất ngôi nhà trong vòng một ngày. Cậu la lên với hai chú heo còn lại. Này, các anh, em làm xong rồi đó. Chú heo lớn nhìn vào căn nhà. Được rồi, nhưng căn nhà này không vững chắc đâu. Làm sao nó bảo vệ em khỏi chó sói được? Chú heo Út không quan tâm tới lời khuyên của anh trai mình. Anh đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ừ, mai mốt đừng có nói là anh không cảnh báo em đấy nhé. Chú heo thứ hai quyết định làm nhà của mình bằng gỗ.
Chú nhặt gỗ từ những cành cây ở tuốt trong rừng và quyết định làm một ngôi nhà ấm cúng. Chú heo dữa mất 3 ngày để làm nhà. Căn nhà này thì vững chắc hơn so với ngôi nhà bằng rơm. Chú heo lớn tiến về phía trước mặt cậu. Em yêu dấu à, em nghe đây. Em làm tốt lắm. Nhưng căn nhà trông không được an toàn lắm. Căn nhà này có bảo vệ chúng ta khỏi chó sói được không? Chú heo dữa trả lời. Anh đừng lo, căn nhà này rất an toàn rồi. Được rồi, mai mốt đừng nói là anh không cảnh báo em nhé. Trong khi hai chú heo kia hưởng thụ trong ngôi nhà mới xây, thì chú heo lớn nhất vẫn kiên trì làm việc, bởi vì chú xây một ngôi nhà từ gạch và đá. Hai chú heo kia cho rằng chú heo lớn đang cố gắng vô ích và chúng chỉ việc chơi đùa xung quanh đó suốt cả ngày. Sao anh phải dành thời gian cho việc này trong khi anh có thể làm nhanh như bọn em mà? Anh ấy thật điên quá đi. Chú heo cả không quan tâm tới lời chúng nói. Cậu làm việc suốt trong một tuần và vẫn quyết tâm hoàn tất ngôi nhà của mình bằng gạch và đá. Hôm sau, một con chó sói đến gần mấy ngôi nhà của chúng. Nó đứng trước ngôi nhà bằng rơm. Chú heo út đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà bằng rơm. Chó sói gõ vào cửa. Hãy mau mở cửa cho ta vào. Nếu không ta sẽ tức giận và thổi bay luôn căn nhà của người đó. Ông không làm được gì tôi đâu. Nhà của tôi vững chắc lắm. Và rồi con sói tức giận thổi một hơi và thổi bay căn nhà. Tất cả những cố gắng của chú heo út bị đổ ập xuống. Cậu vội vàng chạy qua nhà của người anh làm bằng những cành cây. Cậu gõ cửa và khi con heo dữa mở cửa, cậu nhanh chóng chạy vào phía trong căn nhà. Nhanh lên, đóng cửa lại, con sói đang đến đây. Đừng lo lắng, nó không thể làm gì được chúng ta trong căn nhà này đâu. Sau một lúc, con sói đến nhà chú heo thứ hai làm bằng gỗ và hét vào bên trong. Hãy mau mở cửa cho ta vào, nhanh lên đi. Nếu không thì ta sẽ tức giận và sẽ thổi bay luôn căn nhà của người đó. Ông không thổi được căn nhà của tôi đâu. Và rồi con sói tức giận thổi một hơi và thổi bay căn nhà của chú heo thứ hai. Căn nhà đổ ập xuống. Hai chú heo con chạy qua nhà của chú heo thứ ba và định chạy trốn khỏi chó sói. Anh ơi, con sói đang đến đây. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Con heo lớn trả lời một cách chắc nịch. Em đừng có lo, con sói không thể vào được căn nhà này đâu. Không lâu sau, con sói với cái bụng đói đến căn nhà của chú heo lớn làm bằng gạch và đá và hét lên với ba chú heo. Hãy mau mở cửa cho ta vào, nhanh lên đi. Nếu không thì ta sẽ tức giận và sẽ thổi bay luôn căn nhà của người đó. Đừng cố gắng vô ích con sói xấu xa. Ông không thể vào được căn nhà này đâu. Con sói rất giận dữ. Nó thổi và thổi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nó không thể thổi sập căn nhà. Nó cố gắng, nhưng nó thậm chí không thể làm rơi được một viên gạch. Cuối cùng nó kiệt sức và quyết định thử cách khác để vào nhà. Nó thấy ống khói trên mái nhà. Nó bắt đầu trèo lên. Biết con sói đang trèo trên mái nhà và xuống bằng đường ống khói, chú heo nhanh chóng thắp sáng lò sưởi ngay phía dưới ống khói và đặt một cái thau nước lớn lên trên phía lò sưởi. Con sói vừa mới trèo lên trên ống khói và đưa người vào phía trong và nhảy thẳng vào trong thau nước đang sôi sùng sục. Mau cứu tôi với! Tôi bị bỏng rồi! Tôi bị bỏng rồi! Cuối cùng cũng thoát được khỏi chó sói. Các chú heo con vui mừng ôm lấy nhau. Ba chú heo con về nhà mẹ vào ngày hôm sau và kể cho mẹ nghe những việc đã xảy ra. Chú heo út đến bên cạnh mẹ mình. Mẹ nói đúng mẹ ạ. Khi làm bất cứ điều gì, chúng ta phải làm cho hết sức mình. Nếu mình thực sự cố gắng làm một điều gì đó thì tự sẽ thành công.
Từ đó về sau, hai chú heo kia không còn lười biếng nữa. Chúng làm việc hết sức như anh trai và sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.